Hân hạnh giới thiệu tới toàn thể anh chị em cô bác chiếc bàn tải Toyota Hilux lùi đồng cuối đá phá không hỏng. Vâng, dòng này thì được luôn luôn mệnh danh là cái loại lùi đồng cuối đá phá không hỏng, bởi vì nó cực kỳ tiết kiệm và nó cực kỳ bền bỉ, gần như không bao giờ biết làm xưởng mà làm mấy. Nói thế thì nó cũng hơi quá một chút, nhưng mà nếu anh em nào mà đi mà giữ gìn bảo dưỡng định kỳ đúng 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 cái kế hoạch đề ra thì chiếc này đúng là không bao giờ biết hỏng vặt thật, không bao giờ biết hỏng vặt và không biết làm xưởng thật. À, được mệnh danh là bền bỉ và tiết kiệm nhất trong loại phân khúc bán tải. À, dòng này được mệnh danh là loại nhất trong các loại bán tải. Sau đó mới kể đến Chitong, Isuzu, rồi là những cái xe của JRV Nhật. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em chiếc bán tải Ford, chiếc bán tải, xin lỗi anh em, toàn quay Ford rồi quen mồm. Chiếc bán tải Toyota Hilux sản xuất năm 2015. Sản xuất năm 2015 anh em nhá. Form mới 2016, số tự động 2 cầu. Đó là bản đầy đủ nhất của chiếc Toyota Hilux, và anh em biết đây là nó là form mới rồi. Phân khúc này thì nó được sánh ngang với cả cái phân khúc của Ford Ranger Wincheck. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 659 triệu đồng. Vâng, định bán 660 triệu đồng cơ cho nó đẹp số, nhưng mà 59 nó có tí thần tài. Hy vọng là em bán được sớm. Sẽ có rất là nhiều anh em thắc mắc là cái giá xe nếu mà như thế thì nó sẽ hơi cao, nhưng mà thực tế anh em không cao tí nào luôn. Tại thời điểm hiện tại thì Toyota Hilux, nếu anh em nào muốn đặt hàng tại hãng thì nó đã không còn xe, và anh em phải đến tận tháng 5 thì anh em mới có xe cơ. Thì hôm nay em có cái chiếc này bởi vì cái giá xe cuối năm nó khá cao, bên em cũng phải mua khá là cao. Khá là cao. Sẽ có nhiều bác thắc mắc, nhưng mà các bác nên đi tìm hiểu kỹ rồi hãy chửi em. Vâng, Toyota Hilux lùi đồng cuối đá phá không hỏng 2015. Tuy nhiên một chủ còn rất là mới nhé, còn rất là mới, bản đủ lốp xưa cua còn chưa hạ đâu, xe đẹp lắm. Xe mang nước sơn màu ghi xám biển số của tỉnh Nghệ An. Thì các bác ở trong miền Nam, miền Trung thì các bác rất thích cái dòng Toyota Hilux này, nên là đa số mua xe Hilux là phải mua ở trong đó rất là nhiều. Xe đẹp lắm anh em, cam kết với em không một lỗi nhỏ luôn, máy số nguyên zin, mọi chi tiết còn rất mới luôn, bản đủ ghế chỉnh điện 6 hướng. Đấy, ghế chỉnh điện 6 hướng. Tám hướng. Số tự động 2 cầu đấy nhá. Hai cầu điện này. Xe thì đã được cả lắp màn hình Android, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cả rồi, và đặc biệt là chiếc xe nó còn rất là đẹp nhá. Rất là đẹp và trần nỉ nguyên bản theo xe, mọi chi tiết của chiếc xe còn gần như là zin tuyệt đối luôn, zin tuyệt đối luôn. Xe có thể nói được chủ họ đi rất là giữ gìn và trau chuốt, cho nên nó sạch sẽ và thơm tho lắm. Từng cái ghế ngồi của nó, ghế da nguyên bản nó vẫn còn nguyên zin và rất là đẹp. Đây là hệ thống nỉ sàn anh em này, mới cứng cựa luôn, không có một cái gì để chê cả. Toàn bộ hệ thống tappi cánh cửa, bốn cánh đều tăm tắp như nhau, keo chỉ zin tuyệt đối 100%. Anh em có thể đi check hãng một cách khách quan nhất. Hôm nay em có bán một chiếc 2016 cho bác Rai ở Quảng Ninh, cũng đi check hãng. Em bán cho bác cái giá là 697 triệu đồng nhỉ? 697 triệu đồng chiếc xe 2016. Và hôm nay em lại về chiếc 2015 cũng form đấy luôn, và cũng y xì luôn, không khác gì nhau cả. Thì em bán với giá là 659 triệu đồng nhỉ? 659 triệu đồng. Đấy. Có nhiều bác sẽ chê trách là đắt, nhưng không đắt tí nào đâu nhỉ? Không đắt tí nào, bởi vì là Hilux đợt này nó không có hàng này, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xe này nó đẹp lắm, xe nó rất là đẹp. Xe chủ xe gần như là không chở cái gì nó quá là nặng. Nó quá là nặng nên cái lót thùng của nó không bị gãy dập một chút nào nhỉ? Không bị gãy dập một chút nào luôn. Phía sau đít của nó này không bị đâm đụng. Đây là hệ thống dưới gầm, anh em nhìn này, gầm nó rất là sáng, rất là sáng và rất là sạch sẽ luôn. Đây trên này là lốp xưa cua, anh em thấy ạ, lốp xưa cua chưa hề hạ, có tích hợp cam lùi, camera lùi đầy đủ hết rồi anh em nhé, đầy đủ hết rồi. Đấy, không thiếu gì cả. Lốp theo xe còn, nhưng mà nó cũng hơi mòn rồi anh em nhé, nó hơi mòn rồi. Đấy, anh em về là lốp này chắc là đi khoảng vài tháng nữa là phải thay rồi. Hệ thống ghế da vẫn còn nguyên zin theo xe. Ghế da nguyên zin nguyên bản. Đấy, từ phía sau ngồi lên thì anh em có thể thấy đây là cái màn hình Android 10 inch này. Đấy, rất là lớn này. Phía này là phía mặt vô lăng phím còi này. Đấy, cũng rất là đều đẹp.
Bản mới này thì nó đã có đầy đủ tích hợp rất là hiện đại trên này rồi. Và cái mặt vô lăng của nó ở trên này, mặt táp lô nó cũng là mặt mới ở đến 2017, 2018 nó 2017 nó vẫn là cái mặt này nhá. 2018 thì form mới nó cải biên đi một chút, và đặc biệt đến 2021 thì nó mới có nhiều sự khác biệt. Đó, keo chỉ rồi là tất cả đều còn tapi đều còn rất là mới luôn, sạch sẽ. À, với những cái góc quay này thì gần như là em quay khá là chi tiết để anh em có thể ngắm được chiếc xe. À, khá là chi tiết luôn. Ở đời này thì anh em thấy nhá, đèn nó cũng là đèn bi rồi này. Đèn bi rồi, mặt ca lăng mới này, nhìn rất là đẹp so với đời đầu 20 năm thì form dáng nó được cải biên rất là nhiều. À, giờ thì em sẽ quay cái khoang động cơ nhá. À, phiên bản này thì anh em biết rồi, nó đã có chế độ đề lổ start top rồi, chứ chúng ta không cần phải dùng chìa khóa bình thường nữa. Nó đã là smart key rồi anh em nhé, smart key rồi. Em xem chiếc xe đang là trời. À, xe đang ở đồng hồ là 9 vạn, nhưng mà theo như em quan sát thì cái chiếc này khả năng nó cũng là 9 vạn đấy. Nó cũng là loanh quanh 9 vạn thôi. Bởi vì nhìn xe nó cũng rất là tươi và lốp dép của nó còn đẹp thì em cũng áng áng là nó loanh quanh tầm 9 vạn. Và giờ thì em sẽ ra em xem khoang động cơ. Mọi con ốc tai, ốc tiết là còn rất là zin anh ạ, yên tâm nhé. Ui giời ơi, cái cabo của Hilux có nặng kinh khủng luôn này, anh em nhìn này. Cabo này là cabo xịn zin luôn. Đấy, chưa hề được hạ xuống một lần nào, chưa hề tháo lắp gì cả. Ốc của nó còn rất là zin nha, ốc capo zin. Đấy, keo chỉ thì tất nhiên là phải zin rồi. À, dòng máy nhợt thì anh em đấy, tiếng máy nổ nó rất là đặc trưng, kể cả là từ Hilux cho đến Yutong đến Isuzu đều rất là có những tiếng nổ đặc trưng. Đấy, và đây là khoang máy anh em nhìn, máy zin đét luôn, zin đét anh em, rất là êm, nổ rất là chắc tiếng. Vâng, tiếng máy của Hilux có là như vậy. Đấy, anh em mua xe ở bên em thì anh em có thể đi check hãng một cách khách quan nhất. À, hôm nay khách hàng của em cũng thế, trả đủ tiền rồi vẫn đi check hãng bình thường. Check về nếu mà sai, bên em tả sai thì check ra lỗi là bên em trả lại đủ tiền cho khách luôn. Rất là hay. Vâng, vậy là vừa qua thì em Quân có giới thiệu cho anh em sơ bộ nhất về cái chiếc bán tải Toyota Hilux sản xuất năm 2015, form mới 2016, bản đầy đủ nhất, số tự động 2 cầu. À, với giá bán hiện tại đang là 659 triệu. Vậy anh em có nhu cầu về cái chiếc Toyota Hilux huyền thoại này, hãy liên hệ ngay với em Quân ô tô qua số 0364763888, hoặc đến với salon Đức Bán Tải có địa chỉ tại ngã ba đường mới, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tham khảo chiếc xe này. À, em xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của em Quân trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em cùng gia đình luôn tìm được cho mình những mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những mẫu video sau.